chào mừng mọi người đã quay trở lại với 3d easy và mình là Phú và tuần vừa qua mọi người thế nào thì à, tuần vừa qua mình à, bận túi bụi luôn á bận mà sắp mặt luôn á đáng lẽ ra là hôm nay là mình sẽ ra một cái video 3 d new nhưng mà do à, cái câu này quá quen thuộc đúng không do quá bận bịu nên mình à, không có kịp edit có lẽ là qua đọc tuần sau mình sẽ ra video 3 d new nha và hôm nay là mình à, muốn à, dành một cái buổi nói chuyện về một cái chủ đề khác ngoài 3 d đi tại vì bữa giờ mình nói về 3 d nhiều rồi Bây giờ mình sẽ đổi cái chủ đề mình nói chuyện cái chủ đề khác thì cái video này nó không có được à. mình không có ghi strip hay là mình không có lên ý tưởng gì hết cho nên là cái này là những cái tâm sự của mình về những cái trải nghiệm của mình trong cuộc sống và những cái mà mình nghiệm được hy vọng mà mình chia sẻ nó có thể giúp ích cho các bạn, đặc biệt là những cái bạn mới lớn hoặc là mới bước vào nghề còn bỡ ngỡ nhiều thứ thì hy vọng là qua những câu chuyện của mình, qua những cái chia sẻ của mình có thể giúp đỡ các bạn một phần nữa trong cuộc sống. Chúc mọi người có thêm những kiến thức bổ ích nha. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến đó chính là chúng ta có thực sự là đang sử dụng thời gian một cách hợp lý hay không mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình trong cái việc quản lý thời gian của bản thân như thế nào là hay không mình làm mất thời gian để chúng ta hãy vào thôi nha chúng ta có thực sự đang sử dụng thời gian hợp lý hay không đây là một cái câu mà phải nói là rất là khó để có thể trả lời được cái chuyện đó và đặc biệt là những bạn trẻ tuổi những bạn mới 15 16 tuổi đầu tiên hoặc là vừa mới trưởng thành đó thì cái câu hỏi này các bạn sẽ không bao giờ hỏi không bao giờ tự đặt ra trong đầu mình và trong trường lớp thầy cô chẳng bao giờ mà dạy cho các bạn những cái chuyện đó những cái chuyện nó đáng lẽ ra là những cái chuyện cần phải được dạy thay vì phải theo ý kiến cá nhân của mình nha. Học toán, lý, hóa, bộ đầu, học văn, học đủ thứ con người Việt Nam, học sinh Việt Nam giống như là gọi là thần đồng của thế giới vậy cái gì cũng học, toán, học sinh, học, đúng kiểu thần đồng luôn, gì cũng biết. Quay lại cái vấn đề thời gian đi. Thì làm thế nào mà để chúng ta biết là chúng ta sử dụng thời gian hợp lý? cái mà để cho chúng ta biết được điều đó đó chính là cái kết quả trong cuộc sống của chúng ta. Nếu mà trong cuộc sống mà mọi người thấy mọi người rất là vui vẻ, cái gì mọi người cũng thấy cân bằng công việc, học tập, làm việc mọi thứ đều tốt đẹp. Mọi thứ đều đi đi đúng hướng, đúng dự định của mọi người mà mọi người vẫn cảm thấy vui vẻ, không stress, không buồn bực, không tức giận. Thì đó là cái dấu hiệu cho thấy là mọi người đang sử dụng thời gian khá là hợp lý đó tại vì cái thế niệm này nó rất là tương đối thôi tùy theo cái mục đích của mọi người đúng không ví dụ đi mình ví dụ đi một cái người có một cái nhu cầu thấp à, họ quan niệm là tiền bạc đủ sống là được rồi nhưng mà họ cảm thấy hạnh phúc khi mà họ, họ vui chơi họ đi du lịch hoặc là họ cảm thấy là những cái phút giây ngồi một mình không làm gì suy nghĩ với cuộc đời chẳng hạn thì họ cảm thấy vui vì điều đó và họ thỏa mãn với điều đó thì họ sẽ dành thời gian cho những cái việc mà họ thích thì điều đó làm cho họ hạnh phúc nhưng mà họ không cần tiền cho nên là họ vẫn có cuộc sống rất là bình thường hoặc là sống vừa đủ ăn vừa đủ mặc thôi nhưng mà bản thân họ cảm thấy thật sự là hạnh phúc thì đó là họ đã sử dụng thời gian hợp lý theo cái cách của họ còn đối với các bạn nào mà ví dụ như có tham vọng chẳng hạn đi bạn muốn đạt được cái này bạn muốn đạt được cái kia bạn muốn có tiền bạn muốn giàu có bạn muốn bạn thấy nhà hàng xóm có chiếc xe mới mua chiếc mô tô mới mua chiếc xe hơi bạn muốn bạn phải có tiền để mua những cái thứ đó giống người ta bạn muốn có nhà đẹp muốn đủ thứ nhưng nhưng ở đây mình nói nhưng bạn lại dành phần lớn thời gian để xem phim để cà phê tán dốc với bạn bè để chơi game làm những cái việc khác làm những cái việc hưởng thụ cuộc sống thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn là đang sử dụng thời gian không hợp lý cho cái mục đích và cái mục tiêu của bạn trong tương lai để nói về điều này đối với những người mà họ không cần tiền họ không mưu cầu gì hết họ muốn chỉ mưu cầu hạnh phúc cho bản thân họ họ mưu cầu có một cuộc sống đơn giản giản dị thì uh, mình sẽ không nói nhưng mà đối với những người đa số chúng ta uh, đa số chúng ta sẽ mưu cầu có một cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn càng ngày càng phát triển phải có sự nghiệp có địa vị trong xã hội thì hầu hết mọi người đều đang lãng phí thời gian của chính mình con người ta thì uh, Phần lớn họ sẽ sử dụng thời gian họ để tiêu thụ cái gì đó, mình ví dụ nha. Nếu mà các bạn đang rảnh, các bạn xem phim thì các bạn đang tiêu thụ một cái sản phẩm cho người khác làm. À, các bạn đang tiêu thụ một cái sản phẩm do cái đoàn làm phim họ làm, cái studio làm phim họ làm. Nếu mà bạn đang rảnh, bạn đang chơi game chẳng hạn thì bạn đang tiêu thụ cái sản phẩm của của cái studio game họ làm. À, những cái xem phim chơi game không có gì xấu nhưng mà nếu mà chúng ta lạm dụng quá mức thì nó sẽ trở thành xấu mình đang nói chỉ là những cái ví dụ về tiêu thụ nha à, nếu mà các bạn rảnh các bạn đi ăn gú đi cà phê thì các bạn đang tiêu thụ những cái món đồ ăn những cái món cà phê đó thì rất là nhiều người trong xã hội này dành phần lớn thời gian của họ để tiêu thụ cái gì đó nhưng nếu mà bạn thấy các bạn quan sát những cái người có địa vị trong xã hội những cái người ceo những cái người tỷ phú thế giới chẳng hạn hoặc là ngay cả những cái người giàu có thôi giàu có thì các bạn sẽ thấy họ dành phần lớn thời gian của họ để đầu tư một cái gì đó ở đây khái niệm đầu tư nó không phải là về tiền bạc không mà về cả kiến thức bạn, bạn chắc chắn là các bạn đều nghe là những cái người mà giàu có hay là những cái tỷ phú hay là những cái người làm kinh doanh phần lớn họ đều có một cái sở thích chung đó chính là đọc sách đọc sách để làm gì đọc sách để các bạn có thể thu nạp kiến thức cho bản thân mình các bạn tiêu thụ một cái sản phẩm nhưng mà cái đồng thời cái sản phẩm đó giúp các bạn thu nạp kiến thức cho bản thân rất là nhiều các bạn có thể đọc sách về lịch sử đọc sách về kinh tế đọc sách về rất là nhiều loại sách tâm lý xã hội và khi các bạn đọc nhiều sách, các bạn hiểu được những nguyên lý thì các bạn sẽ có thể áp dụng ngược vào đó trong cuộc sống. Coi phim cũng là một phần. Nhưng mà cái lượng kiến thức mà khi các bạn coi phim hoặc các bạn chơi game, có thể nó sẽ không bằng cái lượng kiến thức thu nạp vào khi các bạn đọc sách. Mình nói có thể, cái gì cũng có tương đối đó. Thì đó, thay vì các bạn bỏ thời gian cà phê, cà pháo, ngày 3-4 tiếng đồng hồ, thì các bạn có thể bớt thời gian nó lại chẳng hạn các bạn cà phê ngàn tiếng thôi còn hai tiếng còn lại các bạn có thể đọc sách hoặc là các bạn có thể uh, xem những cái video trên youtube về uh, những cái tutorial về 3 d chẳng hạn nếu mà các bạn đang làm 3 d xem về những cái tutorial về uh, tài chính nếu mà các bạn làm cho cái ngành của mình đó ví dụ vậy thì những cái việc đó sẽ giúp cho mọi người ngày càng có thêm nhiều kiến thức để bạn có thể uh, phát triển bản thân và nếu mà các bạn suy nghĩ thì các bạn suy nghĩ hướng một cái hướng nữa về uh, tiền bạc đi nếu mà trong thời lúc thời gian rảnh các bạn đi cà phê cà pháo các bạn phải tốn tiền cà phê tốn tiền xăng hay là trong lúc rảnh các bạn đi ăn uống đủ thứ thì các bạn là các bạn đang tiêu tiền các bạn đang còn sum tiếng anh là còn sum các bạn đang tiêu tiền và những cái chuyện đó trong khi đó cái thời gian rảnh đó các bạn ở nhà các bạn đọc sách các bạn xem video các bạn học hỏi thêm một nhiều thứ các bạn dành ít bớt thời gian vui chơi đi để các bạn có thể học tập thì các bạn sẽ cảm thấy sao các bạn sẽ giảm được cái lượng tiền mà các bạn tiêu thụ mỗi tháng mỗi ngày xuống và từ đó thì tài khoản của bạn nó sẽ ổn định hơn nó không còn phải là cuối tháng ăn mì gói để chờ lương hoặc là gì đó nữa và khi mà kinh tế của bạn nó ổn định hơn thì khi đó bạn bắt đầu phải có dư mà khi mà có dư thì các bạn làm gì các bạn lại đăng ký những cái khóa học các bạn lại dùng cái sử dụng sử dụng cái tiền đó để các bạn có thể mua sách thêm hoặc là đăng ký những khóa học hay là mua những khóa học online hoặc là mua tutorial hoặc là mua những cái nếu mà các bạn làm br các bạn dùng tiền đó mua thêm những cái library để có những cái như là mua thêm những cái brush của những artist uh, chẳng hạn những cái material họ bán trên Gumroad đó các bạn có thể dùng những cái khoản tiền nhỏ nhỏ đó, có thể mua và có thể đầu tư cho chính bản thân các bạn thì dần dần mọi người sẽ có thể bắt đầu khá lên từ từ đó là cái điểm mà nhiều người sẽ không nhận ra vì họ sẽ suy nghĩ là ồ tại sao thằng đó giàu hơn mình họ chỉ biết là người ta giàu hơn mình người ta giỏi hơn mình nhưng mà người người ta lại không đặt câu hỏi là tại sao thằng đó lại làm được như vậy mà mình không làm được thì chính những cái điều nhỏ nhỏ đó những cái cách mà họ những cái người họ sử dụng thời gian của họ sẽ giúp cho họ ngày càng phát triển hơn và bỏ xa những cái người khác nói tới đây thì mình không nói là mình sử dụng thời gian hợp lý đâu mình đôi khi cũng lười biếng lắm mình cũng giống như là cũng là một con người bình thường thôi mà khi mình cũng lừa mình không muốn làm video hay mình không muốn làm việc mình cứ thích nằm xem phim cả ngày chơi game cả ngày vậy đó nhưng nếu mà các bạn biết được những cái gì mà mình nói khi nãy giờ thì các bạn sẽ tự biết đặt giới hạn cho mình Thế là ok tuần này đúng không tuần này là 7 ngày đi mình đã làm việc cực khổ hết 6 ngày chẳng hạn thì bây giờ buổi tối cuối tuần mình có quyền mình được quyền các bạn phải cho mình các bạn các bạn phải cho bản thân chính bản thân mình được nghỉ ngơi các bạn không thể nào mà bắt ép nó làm liên tục thì khi các bạn cứ cắm đầu làm liên tục học liên tục thì uh, đôi khi là cái bản thân các bạn sẽ cảm thấy stress mệt mỏi và các bạn không thể nào tiếp thu tốt được thì các bạn phải cho cơ thể của mình nghỉ ngơi thì ok tuần này 6 ngày ta làm việc rồi thì bây giờ mình bỏ một ngày ra cuối tuần ra mình ăn uống vui vẻ chơi thoải mái để qua tuần sau mình lại tiếp tục làm việc tiếp đó giống như một cái điện thoại vậy khi mà các bạn bắt nó làm việc cả ngày trời thì buổi tối bạn phải sạc pin cho nó thì bản thân con người chúng ta cũng vậy chúng ta lao động vất vả chúng mình làm việc vất vả thì cũng phải có phút giây chúng ta được uh, nghỉ ngơi để sạc năng lượng để có thể tiếp tục để có năng lượng làm những cái việc khác đúng không? đó là cái cách uh, không phải là cái cách nữa nói cái cách hơi sai đó là những cái kinh nghiệm của mình uh, trong cái việc mà mình uh, sử dụng thời gian như thế nào là hợp lý thì đó là kinh nghiệm thôi đôi khi là nó sẽ đúng với một số bạn còn đôi khi là một số bạn bạn thấy nó không đúng nó tạo lao thì bạn cũng không cần nghe theo mình chỉ làm video này nói ra được nói chung là mình chỉ muốn nói những cái kinh nghiệm những cái cảm nhận của mình về những cái kiến thức uh, về cuộc sống để hy vọng là có thể giúp ích được chút gì đó cho mọi người à, nếu mọi người thấy video này hay bữa thì nhớ like và share nó cho bạn bè nhé những cái like và share sẽ giúp cho channel mình rất là nhiều mình rất cảm ơn mọi người về đó và nếu mà các bạn có ý kiến gì hay thắc mắc gì hãy comment bên dưới để cho mình biết nha Và subscribe channel của mình để xem những video tiếp theo nha Bye bye